Những năm gần đây, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên chuyển sang trồng đào cảnh để các diện tích đào nở hoa đúng dịp Tết. Các chủ vườn ở đây đang tập trung chăm sóc, theo dõi sát sao tình hình thời tiết để có kỹ thuật thúc hãng cây nở hoa đúng dịp Tết Nguyên đán. Thành phố Hưng Yên hiện có gần 20 hectare đào tập trung ở các vườn xã như Quảng Châu, Trung Nghĩa, Hồng Nam, Hồng Châu. Trong đó, ngoài diện tích đào ươm cuối vụ cho năm sau, các hộ trồng đào trên địa bàn có hàng vạn cây đào thế để xuất bán vào dịp Tết Nguyên đán. Do năm 2023 nhuận, các hộ đã lùi thời gian tuốt lá khoảng 10 ngày so với các năm trước. Cùng với đó, để hãm sự phát triển của đụ hoa trong những ngày thời tiết nóng, nồm ẩm, các hộ thực hiện đôn đảo, che phủ ni lông quanh gốc đào, hạn chế tưới nước. Một số nhà vườn đã đưa đào lên chậu để hạn chế bớt chất dinh dưỡng, nuôi đụ hoa, cố gắng khoảng 80% cây đào sẽ nở hoa vào đúng dịp Tết. Giá bán và cho thuê đào Tết năm nay khả năng cao hơn năm ngoái khoảng 10%.